Rồi thôi chị tôi đi làm nha. Trễ giờ mẹ nó rồi, bà ở nhà bà coi bà cái sau cái chỗ cái chén đó, bà đóng lại mấy cái chỗ đó thôi. Trời tôi bận rộn lắm, tôi không có thời gian đâu. Thôi chị đi ạ. Đồ trong để được quá. Cái này thì cái này nhỏ xíu đóng gì chơi. Cái này bự đóng, đóng mình chắc tịch. Sụp tinh mẹ á chứ nè. Đi ra. Uống gì? Đau quá. Búa này đóng không được chân ta nhà sáng sức thì nó sức chú sao đóng lên không được. À, phải rồi, ông bà già xưa tao nói mềm để thắng cứng. Sao mà đóng không được ta? Thôi đi, đi kiếm cái búa khác bự hơn cái búa này nữa. Búa đóng không được. Bự dữ trời. Đóng không có được, cái này cái búa này phải hai người đóng. Mà hai người người đóng ai là người dịnh đinh, phải dịnh đinh mới đóng được chứ. Vì sao đóng? Ông đẳng sai mình làm chuyện khó không à. Ông dỗ ông không về ông đóng đi. Rồi mẹ ở đâu rồi? Tao về nè, có cơm nước vàng coi. Cơm nước gì? Sáng giờ tôi đóng có được đâu, mà rảnh đâu có cơm. Trời ơi, sáng giờ mà chưa có đóng. Gọi cái này đó hả? Rồi cái gì vậy? Ủa ông nghĩ sao? Rồi đâu có gì đâu. Ông nghĩ sao? Cây này thì đóng không được. Trời ơi, cái cây đó để người ta lót gạch má ơi. Mình xèo sao mà đóng? Cây đó ta lót gạch mà. Thì tôi đâu có biết đâu. Được rồi, cái búa đóng đinh đâu. Trời ơi. Cái này ông nghĩ sao? Phải hai người đóng, có mình ơi tôi à. Mà nếu mình ơi tôi đóng thì ai mà cầm đinh? Má ơi, cái cây đó là cái cây người ta đập bê tông. Ủa rồi cái búa đóng đinh đâu? Búa đóng đinh trong nhà, cái búa nhỏ. Rồi sao bà đi lấy mấy cái cây này? Tôi tính là mấy cái cây bự này đóng thôi các con. Thịt cái đầu bà luôn á. Cái đó đóng vô đầu bà được. Ôi trời nó tệ. Sao có nhiêu đây nè. Sáng giờ sao quặng chỗ này, cơm nước chưa có luôn. Vô nó tệ. Chuyện khó khăn mà không được, nào giờ có làm đâu làm được. Trời ơi, nó tệ, rồi tới luôn.